Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, vợ thua bạc đi về bắt chồng Trịnh để xả xui, nói về một cô vợ của một vị quan giàu có, chồng làm quan nên cô vợ không phải làm gì, chỉ ăn chơi, đi làm đẹp, và thứ cô thích nhất đó là đánh bạc, nhưng vận đen đã đến với cô, chơi bao nhiêu thua bấy nhiêu, chính vì vậy cô đã trở về nhà, bắt chồng phải Trịnh mình để xả xui. Ê, chào anh cơ, năm tuần nữa sẽ chơi với 50 lạng. 姑娘，你今日输了已经不会再输了，再借我50两好不好？拜托了。哎，好吧。来，老板，老板，来。下，下，下，下，下。姑娘，今日你输光了。大型赌坊是从来不设隔夜账的。 你若偿还不了我，今日你。